Các sản phẩm mới của Huawei liên tục gặp sự cố, giám đốc điều hành phải xuống nước vì khủng hoảng. Mời quý vị và các bạn cùng Hải Vân và Khán Trung Quốc tìm hiểu sâu về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Một đoạn video clip hôm 28 tháng 10, camera giám sát đã ghi lại sự cố bất ngờ tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại. Khi một kỹ thuật viên đang sửa điện thoại, nó đột nhiên phát hỏa. Một blogger mạng xã hội đã chia sẻ đoạn ghi hình và bình luận rằng điện thoại Huawei dẫn đầu xu hướng, đột nhiên phát nổ trong khi sửa chữa. Sau đó trang báo chính phái đăng tin sự cố xảy ra ở An Dương, tỉnh Hà Nam. Theo ông Quách, người chủ của cửa hàng điện thoại, khách hàng đã mua điện thoại trực tuyến sau vài tháng sử dụng. Họ nhận thấy pin bị phồng lên, sau khi kiểm tra, thiết bị có vẻ được lắp ráp với loại pin trôi nổi ngoài thị trường. Sau khi để máy một bên vài phút, pin điện thoại đột nhiên phát hỏa. Tuy nhiên khi phỏng vấn, chủ cửa hàng có vẻ e sợ, nói đây là một điện thoại có thương hiệu Trung Trung. Mạng xã hội nghi ngờ, cho rằng thông tin phỏng vấn đang né tránh đề cập đến tên thương hiệu Huawei. Hôm 30 tháng 10, một người dùng ở Tứ Xuyên đã đăng bài lên mạng xã hội khẳng định rằng chiếc Huawei Mate 60 Pro mà anh mua vào tháng 1 đã bất ngờ phát nổ trong túi quần sau 8 tháng sử dụng, khiến anh bị bỏng, quần áo giày dép cháy xám. Anh cũng mất hết các tập tin và dữ liệu trên điện thoại. Ban đầu bộ phận chăm sóc khách hàng của Huawei đã đề nghị đổi máy mới, nhưng sau khi kiểm tra này nọ, họ quy sự cố đổ lỗi cho người tiêu dùng và từ chối bồi thường. Sau một tháng đi tới lui, người khách hàng thất vọng và nhận xét vì ủng hộ các thương hiệu trong nước đã dẫn đến kết quả này. Một số người bình luận nói, nếu điện thoại Apple phát nổ, cả nước sẽ ủng hộ bạn đòi công lý. Nếu điện thoại Huawei phát nổ, họ sẽ cố gắng bịt miệng bạn. Vậy bạn nên mua điện thoại nào đây? Thương hiệu nước ngoài mất tiền, thương hiệu trong nước mất cả mạng. Có quá nhiều lựa chọn điện thoại, việc chọn dùng Huawei cho thấy phán đoán kém cỏi. Nếu đây là điện thoại Apple, tin tức sẽ lên trang nhất toàn quốc. Một người khác nói thêm, nếu bạn ủng hộ hãng Huawei, bạn nên chuẩn bị cho hậu quả. Trên mạng xã hội Douyin, một số người cố gắng bảo vệ cho Huawei, cáo buộc thông tin là do các thế lực thù địch nước ngoài cố tình làm tổn hại đến danh tiếng của công ty. Tuy nhiên số này bị nhiều người dùng khác chỉ trích nói, đâu chỉ là trường hợp đơn lẻ, nhiều người cũng đang gặp vấn đề với điện thoại Huawei. Hôm 3 tháng 10, một tài khoản mạng xã hội cho biết, điện thoại Huawei của tôi tự phát nổ chỉ sau 6 tháng sử dụng, ngay cả tiền nhét trong ốp điện thoại cũng bị cháy. Mặc dù điện thoại đang trong thời hạn bảo hành, hãng Huawei vẫn làm lơ. Vào tháng 6, một người dùng khác đã nộp đơn khiếu nại về một chiếc điện thoại Huawei bắt lửa và phát nổ. Vào tháng 3, một người dùng đã báo cáo rằng chiếc Huawei Mate 40 Pro của họ đột nhiên phát nổ khi đang sạc. Các sự cố liên quan đến việc Mate 40 Pro của Huawei phát nổ khi đang sạc khiến nhiều người tiêu dùng ngày càng khó tìm được cách khắc phục. Ngày càng có nhiều tài khoản mạng xã hội đăng bài viết chia sẻ các trường hợp điện thoại Huawei tự phát nổ. Một người dùng bày tỏ sự thất vọng về các vấn đề dai dẳng với điện thoại Huawei Mate 60 Pro, nói rằng kể từ khi chuyển sang mẫu điện thoại này, tôi liên tục gặp phải sự cố. Màn hình nhảy nhót lung tung, ứng dụng bị sập. Khi đang trò chuyện trong WeChat, nó đột nhiên nhảy sang một app khác. App xem phim video bị cài đặt thành video đầu tiên đã xem. Game thì liên tục bị sập, kích thước phông chữ thì tự động thay đổi, gây gián đoạn và phiền phức cho người tiêu dùng. Việc dùng con điện thoại này thực sự là một cơn ác mộng. Một người dùng khác cũng bày tỏ sự thất vọng với Huawei Mate 60 Pro, kêu gọi, hãy lan tỏa thông tin này đi, hãy cho biết tôi không phải là người duy nhất. Là người hâm mộ trung thành của Huawei, tôi thực sự thất vọng về Mate 60 Pro. Đầu tiên, điện thoại của tôi chưa từng bị rơi rớt, nhưng camera thường bị mờ và không thể lấy nét. Thứ hai là điện thoại quá nóng đến mức vô lý trong lúc sử dụng thông thường, như là lướt các video. Tôi từng dùng qua Huawei từ Mate 20 đến Mate 60, và đây là lần đầu tiên tôi gặp phải những vấn đề này. Có ai bị như tôi không? Ngoài ra, điện thoại màn hình gập Huawei Mate X3 mới ra mắt thị trường vào hôm 20 tháng 9, đã chứng kiến sự gia tăng khiếu nại về hư hỏng màn hình. Nhiều người dùng cho biết chiếc điện thoại gập 3 này có màn hình cực kỳ mỏng manh. Ngay cả khi xử lý không đúng cách hoặc là va chạm nhẹ cũng có thể gây ra rò rỉ chất lỏng hoặc là gãy nứt. Hôm 19 tháng 10, một người dân từ Hà Nam đã chia sẻ sự thất vọng với điện thoại màn hình gập mới của Huawei. Anh cho biết đã gặp phải 4 vấn đề chỉ trong 10 ngày. Bản lề máy có tiếng cọt kẹt, tai nghe bị rè, điện thoại bị trễ chỉ khi mới cài đặt một vài ứng dụng. Đáng lo ngại hơn là hiện tượng tụt pin ngược khi cắm sạc. Ngoài các vấn đề về điện thoại, dòng xe Aito của Huawei
hợp tác với Seres Automotive cũng đang phải đối mặt với sự chỉ trích. Thương hiệu Aito đã phát hành 3 mẫu xe Aito M5, Aito M7 và Aito M9. Tất cả được cho là tích hợp công nghệ thông minh. Hôm 3 tháng 11, chú Mạc, một blogger có tiếng ở Trung Quốc, người từng tự nhận là fan hâm mộ trung thành của Huawei, cũng đã lên tiếng về sự thất vọng. Chú Mạc cho biết, trong khi các đại diện bán hàng chỉ nêu bật đặc điểm mạnh của chiếc xe, ông cho thấy hệ thống treo và khung gầm còn thiếu sót. Khi mọi người hỏi chiếc xe có đáng mua không, ông Mạc trả lời thẳng thắn rằng đây là đồ bỏ đi. Nhiều người hỏi tôi, chú Mạc, chiếc ô tô Aito của chú thế nào? Tôi nói với họ, với chiếc xe này, mỗi lần cán qua ổ gà, tôi có thể cảm nhận chính xác độ sâu của ổ gà. Khi tôi lái xe qua nắp cống, tôi thực tế có thể biết khi nào nó được lắp. Nếu tôi cán qua một hòn đá, tôi có thể cảm nhận được sức nặng của nó. Và nếu tôi lái qua một cành cây, tôi có thể cảm nhận được nhánh cây là già hay non. Vậy hệ thống treo và khung gầm của nó có tốt không? Hôm 31 tháng 10, một chiếc xe ô tô điện Aito M9 đã gặp tai nạn giao thông ở quận Trình Cống, tỉnh Côn Minh. Vài hôm sau đó, tài xế cho biết tai nạn xảy ra lúc anh ta đang lái thủ công. Tin tức nhanh chóng trở thành xu hướng trực tuyến. Để bảo vệ cho tên tuổi của Huawei, các dư luận viên đã ra sức công kích tài xế đã lái xe sai cách. Trước đó vào hôm 9 tháng 10, một chiếc Aito M9 khác đã va chạm trực tiếp với một chiếc xe tải lớn ở Vũ Hán. Thông tin cho biết chiếc xe do Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Hồ Bắc Giang Tây cùng với anh trai và chị dâu của mình, thật bi thảm, đã không qua khỏi. Ngoài ra vào hôm 27 tháng 8, một chiếc Aito M5 đã bốc cháy khi đang sạc trong bãi đậu xe ở quận Nam Khang, Cám Châu, tỉnh Giang Tây. Hơn nữa, hôm 17 tháng 5, một xe chở Aito M9 và M5 của Huawei đã bốc cháy trên một xa lộ ở Vũ Hán. Khói bốc dày đặc tại hiện trường. Hồi cuối tháng 4, một chiếc SUV Aito M7 do Huawei hậu thuẫn đã bị va chạm từ phía sau, khiến 3 người thiệt mạng một cách thương tâm. Thương hiệu Huawei hiện phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ do cấu kết với chính quyền và quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Huawei liên tục bị tổn thất tài chính, hiện công ty gặp phải nhiều khó khăn và loay hoay tìm cách sống sót. Do thiếu chip điện tử, mảng kinh doanh điện thoại thông minh của Huawei đã bị thiệt hại, phải bán dần đi các thương hiệu con như Honor vào năm 2020. Ngoài ra, hơn 10 các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ đã loại tên của Huawei ra khỏi các hợp đồng trang thiết bị Internet 5G, khiến doanh thu của Huawei giảm mạnh 30% vào năm 2021 và lợi nhuận ròng giảm 70% vào năm 2022. Hôm 31 tháng 10, công ty Huawei đưa ra báo cáo tài chính quý 3, thông báo doanh thu tăng 28% so với cùng kỳ năm trước lên 586 tỷ tệ, nhưng lợi nhuận ròng giảm 13,7% xuống còn khoảng 63 tỷ tệ, giảm so với mức 73 tỷ tệ của năm trước. Theo Tech Insights, một công ty chuyên về nghiên cứu thị trường, mảng kinh doanh điện thoại thông minh của Huawei tại các thị trường nước ngoài vẫn chưa phục hồi. Thông tin cho biết lượng điện thoại thông minh xuất xưởng toàn cầu của Huawei đã tăng 49% so với cùng kỳ năm trước trong quý 2, đạt 11,6 triệu chiếc, trong đó 89% lượng điện thoại thông minh này tập trung ở Trung Quốc. Ngoài ra, Huawei đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các thương hiệu điện thoại thông minh khác trong thị trường nội địa. Kể từ đầu năm nay, Huawei liên tục thúc đẩy hệ sinh thái Harmony OS thay cho Google Play trên Android hay là App Store của iPhone, đưa ra thông tin số người dùng hệ điều hành Harmony OS đã vượt quá 1 tỷ. Tuy nhiên, hiệu suất sử dụng ra sao vẫn chưa có thông tin cụ thể. Ngoài mảng kinh doanh điện tử tiêu dùng, Huawei còn dàn nhiều tập trung cho sự phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo AI. Công ty được cho là đang xây dựng hệ sinh thái chip Ascend tích hợp với AI. Tự tâng bốc Trung Quốc sẽ tạo ra chip AI mạnh mẽ nhất thế giới. Tuy nhiên, thông tin nội bộ của Huawei thừa nhận, Huawei tiếp tục phải đối mặt với những thách thức từ môi trường bên ngoài phức tạp. Trong bài phát biểu gần đây, nhà sáng lập của Huawei, ông Nhậm Chính Phi từng tuyên bố rằng hiện giờ, Huawei vẫn chưa thể nói là đã sống sót. 99% các công ty của Trung Quốc có thể hợp tác với Hoa Kỳ. Họ không bị trừng phạt. Chip của họ có sức mạnh tính toán cao hơn chip của Huawei và họ có thể mua những thứ tốt hơn Huawei. Trong những điều kiện như vậy, chúng ta có thể sống sót trong những năm tới không? Đừng nghĩ rằng vì chúng ta tụ họp ở đây hôm nay, chúng ta có những giấc mơ lớn. Không, chúng ta vẫn đang vật lộn. Chúng tôi không thể tiết lộ nhiều hơn cho mọi người, giống như các buổi họp nội bộ của Huawei. Họp nội bộ đó, chúng tôi vẫn toàn nói về cách để vượt qua khó khăn. Ông Nhậm Chính Phi cho biết thêm tầm quan trọng của việc học hỏi từ Hoa Kỳ. Ghi nhận sự lãnh đạo về công nghệ của Hoa Kỳ là nhờ Hoa Kỳ có sự cởi mở và hòa nhập. Theo ông Nhậm,
Hoa Kỳ đã thu hút được nhân tài toàn cầu, thúc đẩy sự đa dạng trong văn hóa, xã hội và tiến bộ khoa học. Nhậm Chính Phi tuyên bố, Hoa Kỳ đã nêu gương cho tất cả các quốc gia và công ty, sự cởi mở là điều cần thiết. Hãy khép mình lại đi, bạn sẽ tụt hậu. Ông nhấn mạnh nhu cầu của Huawei trong việc áp dụng sự cởi mở và hòa nhập tương tự. Ông Nhậm cũng nhấn mạnh giá trị của công nghệ và công cụ của Hoa Kỳ, khẳng định rằng Huawei ban đầu phải phát triển các công cụ riêng của mình do lệnh trừng phạt. Ông nhấn mạnh rằng tiến bộ thực sự nằm ở sự đổi mới mở và tận dụng công việc tiên tiến của người khác. Giọng điệu gần đây của ông Nhậm khi nói về Hoa Kỳ có vẻ nhẹ nhàng hơn so với các năm trước đây, nhưng lời kêu gọi học hỏi từ Hoa Kỳ của ông Nhậm đã làm dấy lên mối lo ngại. Huawei từ lâu đã phải đối mặt với các cáo buộc trộm cắp công nghệ. Một số nhà phê bình còn cho rằng hành vi sai trái của Huawei thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Được thành lập vào năm 1987, ông Nhậm Chính Phi là một cựu nhà nghiên cứu công nghệ quân sự có quan hệ với chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Huawei đã trở thành bộ mặt của Đảng, theo tầm nhìn của ông Tập Cận Bình, về sự trỗi dậy của cường quốc Trung Quốc. Kể từ khi chiến tranh thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc nổ ra vào năm 2018, Huawei đã trở thành tâm điểm của cơn bão, phải đối mặt với hàng loạt các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và thường xuyên bị cáo buộc đánh cắp công nghệ. Khái niệm lách luật ám chỉ một động thái lái xe bất hợp pháp, lái xe nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Nhưng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng cách lách luật làm chiến lược để vượt qua các nước phương Tây về công nghệ, nhằm mục đích chứng minh tính ưu việt có mô hình xã hội chủ nghĩa. Trên thực tế, các nhà phê bình cho rằng chiến lược này liên quan đến hành vi trộm cắp, lừa gạt và chiếm đoạt tài sản trí tuệ trên đường quốc tế. Huawei thường bị các cáo buộc là đi đầu trong việc lách luật, trở thành một nhân tố nổi bật mô hình đi tắt đón đầu trong tiến bộ công nghệ thông qua hành vi trộm cắp. Sau vụ phá sản năm 2009 của gã khổng lồ viễn thông Canada Nortel Networks, chi nhánh Canada của Huawei đã thuê toàn bộ nhóm Nortel để thúc đẩy phát triển mạng 5G của riêng mình. Nortel, từng là ngọn hải đăng của ngành công nghệ cao Canada, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 1 năm 2009. Brian Steele, cựu cố vấn an ninh cấp cao của Nortel, chỉ ra hành vi trộm cắp của tin tặc Trung Quốc là một yếu tố góp phần vào sự sụp đổ của Nortel. Tuy nhiên, trong nhiều cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi đã chối bỏ Huawei không phải là thủ phạm. Trong một báo cáo chi tiết hồi năm 2019, tạp chí Phố Cua từng khám phá sự trỗi dậy nhanh chóng của hãng Huawei, dẫn chứng nhiều ví dụ về hành vi trộm cắp và vi phạm đạo đức, khẳng định rằng phần lớn sự tăng trưởng của Huawei phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài có được thông qua các phương tiện đáng ngờ. Tiếp theo đó, trong một cuộc phỏng vấn với CCTV của Trung Quốc, nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi đã ví sự cạnh tranh giữa Huawei và công nghệ của Hoa Kỳ như hai người leo núi đang tiến lại gần nhau từ hai bên sườn núi đối diện, ám chỉ rằng họ sẽ gặp nhau tại đỉnh núi không phải để đấm nhau và trao cho nhau cái ôm hợp tác để thể hiện rằng Huawei là đáng tin và vô hại. Hồi năm 2020, Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ từng ra cáo buộc Huawei và một số công ty con tại Trung Quốc đã đánh cắp bí mật thương mại và bằng sáng chế, bao gồm mã nguồn và hướng dẫn sử dụng cho bộ định tuyến Internet, công nghệ anten và thiết bị thử nghiệm robot. Khi quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng căng thẳng, chính quyền Trung Quốc đã thúc đẩy khái niệm tự lực cánh sinh trong công nghệ cao, đẩy nhanh nỗ lực thay thế công nghệ của Hoa Kỳ bằng các giải pháp thay thế trong nước. Trong những năm gần đây, tên tuổi của Huawei đã trở thành tâm điểm trong các vụ căng thẳng, với sự chống lưng chưa từng có của chính quyền Trung Quốc. Báo Wall Street Journal từng có bài cho biết hãng Huawei đã nhận được ít nhất 1 tỷ đô la Mỹ tài trợ của chính quyền vào năm 2023, gấp 4 lần số tiền vào năm 2019 và gần 3 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm qua. Trong nỗ lực hạn chế quyền tiếp cận công nghệ tiên tiến của Trung Quốc, Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh vẫn đang tiếp tục áp đặt các hạn chế đối với năng lực sản xuất chip của Huawei, ngăn chặn các nhà cung cấp chất bán dẫn toàn cầu, bán chip và thiết bị tiên tiến cho Huawei. Vào tháng 5, báo Bloomberg đưa tin rằng Huawei bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen do bí mật tài trợ cho các nghiên cứu tiên tiến tại các trường đại học tại Hoa Kỳ, bao gồm cả Harvard, thông qua một quỹ độc lập có trụ sở tại Washington, dưới vỏ bọc các cuộc thi. Chiến lược này cho phép Huawei tránh được các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn việc thu mua công nghệ thông qua hoạt động gián điệp. Ngoài ra, theo báo Reuters, một cuộc tháo rời gần đây của Tech Insights đã phát hiện một con chip của công ty sản xuất chất bán dẫn của Đài Loan, TSMC, sản xuất bên trong một sản phẩm của Huawei. Do Huawei đã bị đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ vào năm 2019, nên việc TSMC cung cấp chip cho Huawei có khả năng vi phạm các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ. Có nguồn tin tiết lộ rằng bộ xử lý Huawei Ascend 910B được coi là chip AI tiên tiến nhất của công ty,
được phát hiện có chứa các thành phần do công ty TSMC sản xuất. TSMC tuyên bố rằng họ đã ngừng giao hàng cho Huawei vào giữa tháng 9 năm 2020 và đã chủ động cảnh báo Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Gần đây, TSMC cũng đã chấm dứt hoạt động kinh doanh với công ty của Trung Quốc Soco sau khi phát hiện các chip của Soco mua cuối cùng đã được đưa vào bộ xử lý của Huawei. Soco phủ nhận mọi giao dịch kinh doanh với Huawei. Thời điểm Huawei ra mắt điện thoại thông minh G3, được quảng cáo là điện thoại đầu tiên trên thế giới, công ty tuyên bố rằng sản phẩm này được phát triển độc lập. Tuy nhiên, cộng đồng đã phát hiện đây là sản phẩm được chấp nối từ linh kiện gom góp có trên thị trường như Bow Technology Group. Hơn nữa, có cáo buộc rằng công nghệ màn hình dẻo OLED trước đây bị đánh cắp từ Samsung của Hàn Quốc đã được bán lại cho Bow và các công ty Trung Quốc khác. Giáo sư tại Điền thuộc Đại học Nam Carolina đã nhận xét rằng sự tồn tại của Huawei là nhờ sự chống lưng của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Tạ Điền nói, nếu Huawei sụp đổ, hệ thống thông tin liên lạc của quân đội Trung Quốc sẽ mất đi một nhà cung cấp quan trọng. Theo giáo sư Tạ Điền, các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ còn nhiều kẽ hở. Ông giải thích rằng, khi áp dụng các hạn chế, chính phủ Hoa Kỳ chỉ có các công ty như Huawei và ZTE như cá thể độc lập. Trên thực tế, tất cả các công ty này đều do chính quyền Trung Quốc bí mật kiểm soát. Do đó, các lệnh trừng phạt đối với một số công ty đơn lẻ không ngăn cản được các công ty khác nhập khẩu chip của Hoa Kỳ và sau đó chuyển chúng cho Huawei. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Những góp ý của quý vị sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn mỗi ngày. Và các bạn cũng đừng quên theo dõi Khán Trung Quốc trên hai nền tảng YouTube và Kanchingua. Hải Vân và Khán Trung Quốc xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.